Dạ em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào anh Quốc Thận. Em chào tất cả mọi người. Em tên Đức. Đức. Dạ. Em năm nay 28 tuổi. Em hiện ở quận 6. Em làm quản lý nhang. Quản lý bán nhang. Ngành nhang. Ngành nhang, dạ, nhang dạ. Cúng phải không? Dạ đúng rồi. Dạ, em chào, cô dâu. Em chào chị Hồng Vân ạ. Dạ. Em chào anh Quốc Thận và tất cả mọi người. À. Em tên là Kim Trong. Năm nay em 23 tuổi. Dạ, em làm giáo viên mầm non. Nhưng mà ở quận 6 luôn. Dạ không, em ở dưới Mỹ Tho, Tiền Giang, nhưng mà bây giờ thì nghỉ. Giờ nghỉ rồi. Lấy chồng thôi này nghỉ. À, tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ 2 năm mấy. 2 năm mấy. Em là ở quận 6, còn Trong là ở dưới Tiền Giang. Dạ. Vậy thì hai em sẽ gặp nhau được. Tại vì có công tác em là ở trong trường suốt mà, đúng không? Dạ. Tại vì lúc đầu á thì em cũng quen mấy người trên đây rồi. Ờ. Cái rồi em có thằng bạn chơi chúng em cũng lâu lắm rồi. Nó thấy em quen đây 4 năm mối tình rồi mà không có hành. Em qua nhà nó chơi á, cái có ông anh là bây giờ là dượng tám của vợ em. Cái xong rồi dượng tám thấy em hiền lành dễ thương này nọ, bắt đầu dượng tám kêu thôi vậy mày kêu nó đi, ở dưới quê tao có một đứa cháu cũng đẹp gái dễ thương lắm, làm mầm non nữa. Cái rồi dượng tám em giới thiệu. Nói chung là mối tình thông qua mai mối, đúng không? Dạ, thông, dạ đúng rồi. Nói vậy, đây là cái mối tình thông qua ông Dưỡng Tám. Dạ, Dưỡng Tám. Lúc đó không có biết nữa. Giờ lúc em bị bệnh, cái cô Tám mấy điện thoại nói thôi bệnh hết rồi lên đây đi, đổi không khí đi cho nó mau hết bệnh. Tại vì lúc đó là gần Tết rồi. Cái mới lên, em lên bữa 20 Tết hay gì đó. Giờ lên cũng chưa biết, rồi cái hồi cái cô Tám mới nói là Dưỡng Tám tính vậy đó. Cái tính vậy là tính làm là tính làm hay vậy đó. Rồi anh miêu tả là hả cao lắm, đẹp trai lắm mà hiền nữa. Rồi nhưng mà cái ngày đầu tiên lên á thì không có gặp, là anh chồng em á bận công chuyện gì á không có qua. Rồi cái mấy đứa con của cô Tám á thì nó biết trước rồi, nó chạy về, nó đi học về hỏi ủa gặp chưa, gặp chưa, cái gặp gì đấy thì gặp cái anh đó đó. Nó chưa. Rồi qua ngày sau ảnh mới qua. Rồi lần đầu tiên gặp anh ấy thì như thế nào? Dạ lần đầu tiên thì thấy giống như Dưỡng Tám miêu tả vậy. Có đẹp trai, đẹp cao, có cao nữa láo. Dạ có em á, em thích cao nữa nên thấy thích. Bạn này gặp có thích bạn này liền không? Dạ lần đầu tiên thì gặp thì em lại nhà em rước, cái rồi bước ra thì cái đường hẻm nhỏ mà em không đi, cái xong rồi em chở đi vòng vòng chơi chút, rồi cái ghé ăn hủ tiếu, cái em thấy em thì vô trước, cái vợ em theo sau vậy đó. Em thấy sao tướng tá mà tướng nhỏ con, cười thì miệng thì bự quá, em cũng không vừa ý nữa. Em không vừa ý à? Dạ dạ. Mà cái giờ sau này về thằng bạn em á, bữa đó nó qua nhà em ngủ luôn, nói chị nó, nói chị để lại nó tới nó lùi, cái nó nói hồi gì mày quen thử đi. Thấy nhỏ nhỏ con dễ thương, em thấy nghĩ nhỏ nhỏ con cũng dễ thương, rồi về em quen luôn. Ủa nhưng mà là em lên Sài Gòn này ở bao lâu? Dạ em lên ở được một tuần à. Rồi gặp được lần hai lần nữa là em về quê. Em về quê rồi tới Tết á, khoảng mùng 2 Tết á là chồng em mới theo cô Tám với Dưỡng Tám á về dưới quê em chơi luôn. Ở dưới quê bao lâu? Dạ ở chồng. Mùng 2 về nhưng mùng 3 lên này, chiều mùng 3 là lên này. Mà tụi em có yêu nhau không? Lúc đó hình như là thích thôi chứ thích cũng... Thích không? Dạ dạ đúng rồi. Tại vì thời gian nó ngắn lắm mà với lại lên xuống đó, nó khó khăn lắm. Quen rồi tới cưới luôn á, gặp nhau lên xuống chừng 10 lần thôi. 10 lần thôi là trong vòng bao lâu? Dạ, thời gian 7 tháng. 7 tháng, chị. 7 tháng mà có 10 lần hả? Dạ. Có nghe nè, rồi trong cái thời gian mà em quen nhau có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Dạ có một lần là bữa đó em xuống chơi, em của bên vợ em á thả diều. Thả sơn diều rớt bên cái giường bên kia kìa. Cái nó có hàng rào nữa rồi, buộc là vợ em phải chèo qua bên bển mới lấy được, tại vì vợ em quen ở dưới. Cái lần đó lúc đó mới nữa, mới biết nhau thôi. Cái lần đó em kêu vợ em leo đi chứ anh này anh leo không được, tại vì anh lạ quá leo mất công, người ta nói sợ trầm đồ. Cái em vợ em kêu đứng này đi, cái rồi em bợ vợ em lên, em vừa mà công nhận lợi hai thì chị em vừa bợ cái như vừa đụng nhẹ như có điện vậy á, vợ em bắn lên nhảy qua hàng rào liền luôn. Dạ. Mất hồn mất. Dạ. Ừ. Rồi có nhảy qua vậy rồi có bị té hay gì không?
bị chảy máu chân chạy chạy sơ. Tại vì ở dưới là hàng rào là chồng xương rồng không mà chứ không phải là rào mà dưới. Mà sao lúc đó tự nhiên em nhảy phóng qua chỉ cứ cho nó bệ chút đi có sao đâu. Điểm giật mà. Mà cỡ á giật mình nghĩ luôn là phóng luôn vậy đó hả? Trời đất ơi. Vậy thì bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ khoảng thôi bây giờ mình tính từ cái móc bợ đó đi đó. À bợ khoảng hình như 3-4 tháng nữa. 3-4 tháng nữa cưới đúng không? Dạ. Tức là yêu khoảng 7 tháng. Dạ. Lấy nhau rồi về mới tìm hiểu thôi chứ cũng nó cũng chưa có hiểu nhau. Đúng đó là tình yêu trong sáng luôn đúng không? Chứ ta đụng một cái mà phóng như là phóng như là như vậy là cái đêm tân hôn chắc vui lắm đúng không? Nữa tân hôn không có gì kể cho ông nghe cho rồi đi chứ tò mò quá trời quá đất. Đó cũng kể đi. Sao? À, cái đêm đó như bữa đám cưới đãi trên nhà hàng á là trời mưa quá trời nên trễ lắm về tới nhà hàng Sài Gòn đúng không? Dạ. Về tới nhà là đâu có 11-12 giờ luôn. Rồi đó, ra em tẩy trang rồi rửa mặt rồi nữa là tới khuya rồi mệt quá à. Rồi anh này thì cũng xỉn rồi cái vô nằm cái quay qua ôm em cái em quay em nói không bữa nay em tới tháng rồi cái rồi thôi mất hứng ngủ luôn. Trời. Có nghĩa là có đám cưới mà không có tân hôn. Dạ, đúng không hả? Dạ. Nhưng mà Đức cảm thấy bị hụt hẫng không? Dạ hụt hẫng lắm anh. À. Rồi bao lâu rồi mới có cái vụ đó? Qua ngày qua như khoảng tuần lễ. Trời ơi. Một tuần lễ luôn. Phải nói treo gương một tuần lễ. Dạ. Sau khi cưới nhau về thì tụi em có thấy được là đây một người đàn ông nè, vừa đẹp trai nè, vừa cao ráo giống như gì mình muốn đúng không? Vậy thì anh ấy có tật xấu gì không? Hồi lúc mới cưới về á thì cũng như là vậy mình tìm hiểu thôi à. Tại vì lúc quen thì ngắn quá, thời gian ít quá, giờ cưới về một năm đầu á là không có tật xấu gì hết trơn. Là về như là đang yêu nhau vậy á. Là chỉ có khác là ở chung nhà thôi. Rồi á chiều nào cũng đi chơi hết trơn á. Sau một năm sau rồi mới lòi ra. Mà tật gì? Tật á, lười tắm á. Trời ơi. Không, tắm thì vẫn tắm nhưng mà tắm rất là trễ. Đi làm ở bên hãng nhang mà về cái mùi nhang không mà kêu tắm đi anh, cái hơi mệt quá anh nằm chút, nằm cái ngủ luôn cái hồi lại tắm đi anh. Ừ còn hồi nữa mới chịu đi. Rồi sao nữa? Rồi á hay quên nữa, kêu á làm đi anh, hay quên thì kêu thì làm liền đi, không có đâu. Ừ để chút anh làm, cái hồi làm chưa. Rồi anh quên rồi phải nhắc lại. Rồi từ lúc có con á, thêm một cái thật nữa lạ hả, mê ngủ, mê coi đá banh á thì không buồn ngủ. Con khóc hay gì á kêu anh lại chăm giùm em đi, em hơi mệt cái rồi cũng lại chăm chơi con á, lúc đầu chơi con xong rồi nằm sau á ngủ luôn. Ngủ trước con luôn, con còn ngồi chơi. Trời thương quá. Vậy thôi đúng không? Con vợ thì sao? Vợ thì nói chung đôi lúc cũng khó khăn lắm, lại nhõng nhẽo, không ví dụ mà đòi cái món đồ đó mà không được cái bắt đầu nũng nằm nhõng nhẽo lắm á chị. Được cái là hay giận cá chém hớt lắm chị. Giận em có hay nào đánh con không? Dạ đôi lúc cũng có. Rồi giận con có bao giờ chém em không? Dạ có luôn. Trời ơi. Dạ hai vợ chồng em thường cãi vã nhau về chuyện gì? Giờ thì hầu như là chăm con thôi. Về vấn đề chăm con. Dạ. Dạ. Đôi khi mệt quá cái quạo quá quay quanh nạt ông này cái ông này. Mà căng thẳng dữ lắm không? Hay là chỉ có cãi qua cãi lại chút đỉnh là dạ, sao không thôi? Không, chỉ có giận thì nói nhăn nhăn vậy thôi chứ không có cãi mà. Hai đứa ở riêng hay là ở với ban mẹ? Ban ngày nó ở chung với mấy anh chị em. Rồi ban ngày thì ba mẹ qua, rồi tối thì ba mẹ về nhà bên kia nhà ngủ riêng vậy? Nhà riêng ngủ. Tại vì nhà con cháu đông quá nên về bánh ngủ cho nó yên tĩnh. Rồi ăn uống chi tiêu làm sao? Ai là người cầm đầu để chi tiêu tất cả những mọi thứ trong gia đình? Mẹ chồng. À là mẹ. Tức là mẹ đến mẹ chi tiêu chợ búa rồi mẹ quán xuyến việc đó. Dạ. Ồ rồi ai là... Bây giờ trong gia đình có hai người. Em làm, em thì ở nhà, còn anh em thì đi làm. Chắc có lẽ là tiền, tất cả kinh tế mọi thứ là em quản lý hết đúng không? Cái đó thì vợ em quản lý. Như đúng là rồi. Tới chồng em thì lãnh tiền theo tuần. Tới tuần thì em lấy phần nào thôi. Còn giữ lại một phần để như ăn sáng hay là, thì đó là đưa cho tiêu chồng. Giặt đúng không? Chồng trung bình là 1 ngày 200. Rồi trung bình vậy đi. Tới như lúc mà ăn sáng, tới lúc có con á thì chồng lo bỉm sinh tả này kia đâu á cho con, còn á sữa, còn những cái phần mà tiền á đưa cho em á để á, là để dành ví dụ mua đồ cho con hay là chích ngừa hay này kia là cái phần đó của em. 200 ngàn mà còn bắt ông mua bỉm nữa
Rồi ăn gì hèn gì ốm quá ốm. Rồi bây giờ em mong muốn Đức thay đổi điều gì? Dạ cái giờ tắm thì cũng cải thiện được rồi. Con gái là còn mê xem đá banh quá. Mà xem đá banh cỡ nào cỡ tới sáng cũng không buồn ngủ. Mà chăm con chút xíu còn ngủ. Tại có nhiều sức coi đá banh hết rồi. Giờ qua tới con là phải ngủ thôi. Nên là giờ là nó muốn chồng là phụ vợ chăm con nhiều chút nữa. Thêm cái nữa là nhậu. Hồi lúc quen thì nhậu ít. Rồi sau này cưới về nhậu không có bao nhiêu hết trơn mà ai đưa cũng uống hết trơn. Uống cái xỉn, xỉn quá trời. Xỉn rồi về có lần về nhìn vợ mình ra vợ người ta luôn. Trời ơi, cũng vợ ta luôn. Thôi bây giờ em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạ em muốn vợ em thay đổi thì bớt nhõng nhẽo lại. Lại bớt giận cá chém hớt. Với bớt khó khăn lại nữa. Khó khăn lắm hả? Dạ. Khó sao? Thí dụ? Thì đôi lúc làm kêu em làm cái gì á mà cứ như chật chút xíu mà cũng cầm ràm rồi vậy. Chẳng hạn như giữ con đi. Mà con nó đôi lúc nít mà chị, nó cũng hay khó khăn, nó không có dễ. Thì bắt đầu giữ nó không được rồi bắt đầu em mà làm cái gì mà như không giữ bắt đầu làm luôn. Có hay tị nạnh nhau về cái chuyện mà chăm con không? Thì đôi lúc cũng có, những lúc mà con nó bệnh ha, khó quá cái em thức khuya quá cái mệt. Rồi bình thường để cho ngủ rồi, ngủ một vớ đầu hôm là ngủ rồi em thức tới khuya rồi. Cái lúc mẹ mới vừa ngủ cái con nó hơi quậy chút cái anh vậy ấy mẹ em đi cái bắt đầu dậy chưa kịp tỉnh nữa. Chưa kịp tỉnh nữa cái cũng qua chăm con mà không yên tâm làm chút xíu mở mắt ra ngủ mất tiền. Mệt lắm. Dạ đúng rồi, mệt lắm làm. Mệt đúng rồi. Thực ra chị thấy vậy nè, cái chuyện mà các ông bố bà mẹ trẻ mà có con nhỏ đó, cái chuyện thèm ngủ mất ngủ là muôn đời, cặp nào cũng bị cái trường hợp này hết. Bây giờ tụi em phải có một cái gọi là tranh thủ kế hoạch, có nghĩa là giữ cái giấc ngủ của mình đừng để bị thiếu nhiều. Thì thành ra là chị nghĩ chị cũng có khuyên có những cái cặp y chang như vậy, em ở nhà đó ví dụ như cái giờ của con nó ngủ á, em ru được ngủ là em ngủ luôn, ngủ theo con luôn. Đừng có ráng là tranh thủ con ngủ làm này làm kia, đừng, cứ ngủ luôn đi đó. Rồi sau đó khi con thức thì bắt đầu mình sẽ làm những cái việc mà mình chưa làm. Thấy hai đứa vui vẻ quá đúng không vậy? Ừ đúng. Sống rồi. Sống trong một cái gia đình vui vẻ nè, có bà, có ông, có anh chị quay quần bên nhau. Buổi tối về rất là vui vẻ, rộn rã tiếng cười. Và anh mong rằng cái tiếng cười ấy nó mãi mãi đi cùng suốt với cái quá trình hạnh phúc của hai vợ chồng em. Dạ. Rồi, chúc em luôn luôn hạnh phúc.